Phi Thanh Vân khoe ngực ngồn ngộn tại live show của Quang Hà. Diễn viên cô gái xấu xí mặc váy trễ nải để lộ vòng một khủng khi đến xem ca nhạc. Phi Thanh Vân bay ra Hà Nội để ủng hộ cho live show Trăm Năm Không Cô Đơn của Quang Hà vào tối 7 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Gái một con khoe vòng một đã nâng cấp trong một cánh cúp ngực. Sự xuất hiện của diễn viên cô gái xấu xí thu hút sự chú ý của hơn 1.000 khán giả. Tuy nhiên, bộ cánh trễ nải quá mức khiến không ít người nhức mắt. Live show Quang Hà quy tụ nhiều vị khách mời nổi tiếng như Đan Trường, Phương Thanh. Đôi bạn Tông Sụ Tông trang phục trắng khoác vai nhau cười rạng rỡ khi xuất hiện tại địa điểm của show diễn. Hoài Linh cũng có mặt ở phòng chờ từ sớm, anh tranh thủ ăn tối cùng Phương Thanh và nhiều nhân viên của chương trình. Danh hài rất bận rộn với lịch quay hình, nhưng vì mối quan hệ thân thiết với Quang Hà nên đã nhận lời tham gia với vai trò ca sĩ. Sau bữa tối, Hoài Linh ngồi trò chuyện cùng các nghệ sĩ Siêu Black, Quang Dũng, Đan Trường, Lệ Quyên. Ông xã Lệ Quyên cũng tháp tùng vợ đến chương trình. MC Anh Quân và hai ca sĩ Đan Trường, Quang Dũng, ca sĩ Hồ Quang đến ủng hộ cho các nghệ sĩ. Sau khi giả gái, Hoài Linh vui vẻ đổi dáng bên một người mẫu. Danh hài có chiều cao nổi bật, vóc dáng lại thon thả nên không ít người khen ngợi về nhan sắc. Siêu Black vui vẻ trước ống kính bởi đã lâu mới có dịp ra Hà Nội biểu diễn. Dù có ông xã tháp tùng nhưng Lệ Quyên không ngần ngại tình tứ bên đàn anh Quang Dũng. Nhạc sĩ Nguyễn Quang và ca sĩ Quang Hà ăn mừng sau đêm diễn thành công. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia dậy sớm tất bật chuẩn bị cho lễ vu quy. Chỉ còn vài giờ nữa, lễ vu quy của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính sẽ được diễn ra tại nhà gái ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay 6 tháng 10, lễ vu quy của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ đêm qua, các công đoạn chuẩn bị cho buổi lễ đã được gia đình Thu Thảo hoàn tất. Được biết, đám cưới sẽ diễn ra vào chiều tối nay tại một trung tâm hội nghị lớn thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự là người thân, bạn bè, an ninh thắt chặt và hạn chế truyền thông tác nghiệp. Trước đó, lễ ăn hỏi bí mật của cặp đôi được tổ chức trong sự bất ngờ và chúc phúc từ người hâm mộ. Dù Đặng Thu Thảo và Trung Tính là người khá kính tiếng, nhưng một số hình ảnh trong ngày đặc biệt này đã bị rò rỉ. Ngay từ sáng sớm nay, nhà riêng của Đặng Thu Thảo đã được trang trí cổng hoa để chuẩn bị cho lễ vu quy. Không gian lễ vu quy của Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Đặng Thu Thảo đang trang điểm và chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho lễ vu quy diễn ra vào trưa nay. Cô không bước ra khỏi nhà khi bắt gặp ống kính phóng viên. Cổng hoa được gia đình Đặng Thu Thảo cẩn thận trang trí lại trước giờ ghi. Tại gia đình nhà trai, doanh nhân Trung Tính cũng đang tất bật chuẩn bị để lên đường sang nhà gái làm lễ. Đoàn xe ô tô hạng sang đã chuẩn bị sẵn sàng trước cửa nhà doanh nhân Trung Tính. Chị dâu treo status phân bua chuyện bỏ cao rít theo trai dâu, Bảo Thy bất ngờ vào bình luận thế này. Hành động bất ngờ này của Bảo Thy khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Những ngày vừa qua, câu chuyện tình 3 năm của cao rít và Trang Bila, chị dâu của Bảo Thy, lại bị cư dân mạng đem ra đào bới. Tất cả cũng chỉ vì lời chia sẻ của nam rapper trong chương trình Vì Yêu Mà Đến. Xuất hiện trong chương trình Caris gây sốt khi bị cô gái tên Linh Đan từ chối hẹn hò để quay lại với người yêu cũ. Chứng kiến tình cảm của đôi bạn trẻ, Caris đã khóc vì nhớ đến chuyện tình cũ của mình. Anh còn chia sẻ rằng mình đã có lời hứa rằng không hát trên sân khấu ba bài Thương, Cạn Cả Nước Mắt và Từng Là Tất Cả, và nguyên nhân chính bởi người yêu cũ là Trang Villa. Mặc dù đấy chỉ là những lời cảm xúc của Caris trong lúc đó mà thôi, nhưng lại bị nhiều người đem đi biến tấu xa hơn mục đích ban đầu. Điều này khiến cho cuộc sống đang yên ổn của cả hai bị xáo trộn rất nhiều. Chị dâu Bảo Thy chia sẻ, Facebook Trang là Facebook để dành cho công việc và cập nhật cuộc sống hàng ngày, chứ không phải để nói những vấn đề ngoài lề. Nhưng Trang thật sự rất khó chịu vì những lời bịa đặt mà các trang báo lá cải đã đưa tin nhằm câu like. Thứ nhất, Trang sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, nên toàn bộ sự nghiệp của Trang là do Trang tạo dựng và có sự hậu thuẫn của ba mẹ, chứ chưa nhận sự giúp đỡ của bất kỳ một ai. Thứ hai, Trang và Caris quen biết nhau là lúc còn trẻ con, mới học hết cấp 3, tình cảm chưa suy nghĩ chín chắn nên cả hai không có ý định gì cho tương lai cả. Và Trang đã chủ động chia tay Caris vì không hề cùng quan điểm trong suy nghĩ và lối sống. Chia tay được gần một năm sau đó, Trang mới tìm hiểu người khác là chồng hiện tại của Trang bây giờ, tìm hiểu và quen nhau hơn một năm mới đi đến hôn nhân.
Đáng lẽ Trang không có ý định viết những dòng status này đâu, vì Trang đã có gia đình rồi, chỉ muốn im lặng cho qua chuyện. Vì chuyện đã quá cũ rồi, không việc gì phải nhắc đi nhắc lại hoài. Nhưng mấy trang báo càng ngày càng lên tin nhiều hơn, và hầu như các bạn tin đó là sự thật, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Trang khá nhiều. Nên hôm nay Trang muốn nói rõ về chuyện này, mong các trang báo và mọi người đừng đặt điều thêm về Trang nữa. Thương chị dâu bị người khác nói xấu, Bảo Thi bức xúc thẳng thắn đứng ra bảo vệ Trang Pula. Nữ ca sĩ đã chia sẻ lại status của Trang Pula về trang cá nhân của mình, đồng thời lên tiếng cho rằng chuyện đã qua thì hãy xếp vào quá khứ, không nên đi quá xa khơi lại chuyện cũ làm gì khi cuộc sống của cả hai bên hiện tại đều rất ổn và hạnh phúc. Sau khi chia tay Caris gần một năm, Trang Pula đã lấy Thế Bảo, anh trai ca sĩ Bảo Thi. Mặc dù nhiều tuổi hơn, nhưng mối quan hệ giữa Bảo Thi và chị dâu rất tốt. Thế nên khi thấy Trang Pula bị người khác khơi lại chuyện tình cũ với Caris, Bảo Thi bức xúc phản pháo cũng là điều dễ hiểu. Trang Pula và chồng thường chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, Caris cũng đã lên tiếng đính chính về những chuyện ồn ào vừa qua. Tôi chỉ tham gia chương trình và không đề cập hay đi sâu vào chuyện tình cảm cá nhân của bản thân. Thế mà tôi không hiểu sao một số bài báo lại lôi kéo chuyện cũ của tôi ra và thêu dệt sai sự thật một cách trắng trợn đến như vậy. Tôi không biết các bạn được lợi từ câu chuyện của tôi, nhưng trước mắt chính tôi và những người được nhắc tới đang phải đối mặt với vô vàn sự hiểu lầm và thị phi từ ngòi bút sai lệch của các bài báo đấy. Nó gây ít nhiều sự xáo trộn cuộc sống của đôi bên, trong khi đáng lẽ mọi chuyện đã phải ngã ngũ từ rất lâu rồi. Đáng lẽ tôi sẽ không lên tiếng nếu như sự việc đã không đi quá xa như hôm nay. Sau những lời tôi viết ra đây, tôi chỉ mong muốn các bạn hiểu rằng chuyện gì ở quá khứ xin hãy để ở quá khứ, nếu không thể nhắc tới nó như một điều tốt đẹp. Thì xin đừng nói gì cả, xin hãy để tôi và gia đình họ được yên. Người thiết kế thiệp cưới bật mí những điều thú vị về Khởi My và Kevin Khánh. Khởi My lúc nào cũng giản dị tiết kiệm thì ai cũng biết rồi, nhưng không ngờ cô nàng lại yêu cầu hóc búa thế này khi đi đặt thiệp cưới. Từ trước tới nay, Khởi My vốn là ca sĩ ngoan ngoãn lễ phép, đặc biệt nói không với các scandal. Chính vì điều này mà cô được khán giả hết sức yêu mến. Dù đã 27 tuổi, nhưng Khởi My lúc nào cũng nhí nhảnh hồn nhiên như các em tuổi teen. Cuối tháng 11 tới, nữ ca sĩ sẽ kết hôn với Kevin Khánh. Hiện tại cả hai đã rục rịch chuyển thiệp cưới đến các khách mời thân thiết. Nói về thiệp cưới của Khởi My, chỉ cần nhìn qua đã thấy thiết kế khá đơn giản và khác biệt so với những sao Việt khác. Mới đây, chính cửa hàng thiết kế thiệp cưới cho cặp đôi này cũng đã lên tiếng chia sẻ về những điều thú vị của cả hai. Khởi My và bạn trai muốn thiết kế đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, yêu cầu phải mang hơi hướng cổ điển, có sự kết hợp giữa chất liệu jean và giấy craft. Cửa hàng thiết kế cho biết đã phải trải qua nhiều công đoạn để làm ra tấm thiệp ưng ý cho cả hai, phải lặn lội khắp nơi để tìm vải jean Khởi My ưng ý. May cũng phải cẩn thận và tỉ mỉ. Cửa hàng thiết kế bật mí những điều thú vị về Khởi My và Kevin Khánh. Thiệp cưới được yêu cầu thiết kế đơn giản nhất có thể. Và chắc hẳn sẽ đi kèm với tiết kiệm, bởi từ trước tới nay, Khởi My cân nhắc rất kỹ càng trong việc chi tiêu. Thiệp cưới được thiết kế theo kiểu passport, nơ cột được làm bằng vải jean. Mẹ Khởi My tỉ mỉ chuẩn bị thiệp cho con gái. Cuối tháng 11 mới cưới, nhưng cả hai đã gửi thiệp ngay từ bây giờ. Từ lúc chụp ảnh đặt may váy thì Khởi My và Kevin Khánh đã chuẩn bị rất kỹ. Các sao Việt khác chi tiền tỷ cho váy cưới thì Khởi My chỉ đặt may một chiếc váy có giá khoảng 30 triệu và có thể biến tấu được thành hai kiểu. Trương Quỳnh Anh lạnh lùng tuyên bố ly hôn, nhưng phản ứng của team mới là không thể tin nổi. Phản ứng của team khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang trước thông tin ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Mới đây, Trương Quỳnh Anh vừa làm cả làng giải trí phải xôn xao khi lạnh lùng thông báo đã chính thức ly hôn với team trên trang cá nhân của mình. Trương Quỳnh Anh viết, chính thức ly hôn, hành động này của cô làm cho nhiều người tin rằng nữ ca sĩ đã quyết định chấm dứt quan hệ với team sau 7 năm gắn bó, với nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, dòng trạng thái này đã bị xóa ngay sau vài phút đăng tải. Trong khi nhiều người đang hoang mang trước tuyên bố ly hôn của Trương Quỳnh Anh, thì team lại chỉ đăng đúng một dòng status đầy tâm trạng lên trang cá nhân. Tiếng mưa nghe thật cô đơn. Nhiều người tự hỏi liệu đây có phải là lời ngầm thừa nhận cả hai đã ly hôn của ông xã Trương Quỳnh Anh hay không.
Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng đây chỉ là chiêu trò gây chú ý của nữ ca sĩ sinh năm 1989 để tạo hiệu ứng cho những dự án sắp tới của mình. Bởi cách đây 2 ngày, Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn cùng nhau đưa con trai đi chơi Trung Thu một cách vui vẻ. Trương Quỳnh Anh và Tim đưa con trai đi chơi Trung Thu cùng bạn bè. Cả hai đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Trông không hề giống như đang xích mích tình cảm. Sau status thông báo ly hôn đã bị xóa thì mới đây, Trương Quỳnh Anh vừa chia sẻ dòng trạng thái mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không hề nhắc gì đến chuyện vừa qua. Ở dưới phần bình luận, có rất nhiều người thắc mắc về tình trạng hôn nhân hiện tại của Trương Quỳnh Anh và Tim. Là một cặp đôi gây nhiều thị phi trong showbiz Việt, Trương Quỳnh Anh và Tim đã có con trai chung với nhau nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Vào năm 2015, vì Tim quá vô tâm nên Quỳnh Anh từng bế con nhỏ bỏ nhà ra đi, sau đó họ lại quay trở về và hàn gắn mối quan hệ. Đây không phải lần đầu tiên cả hai dính tin đồn đường ai nấy đi, tuy nhiên sau đó cả Tim lẫn Trương Quỳnh Anh đều lên tiếng phủ nhận theo cách riêng.